Lúc nào chị cũng kể thật quá. Mà sao? Ừ, làm sao? Chị đang học mà. Em chỉ đi. Em học. Ừ, chị có học mà. Ừ, thì đâu? Bây giờ chị đang có... Bây giờ chị đang có 3 cái. Thế bây giờ em cho chị thêm 5 cái. Đương nhiên là chị phải biết là thành 8 cái chứ. Đúng không? Đúng không? Ừ. Cả lắm. Này. Đây giờ. Ừ. Con nói dậy. Con dám bảo em. Ừ. Em chị học mà. Mấy hôm nay chị yếu lắm. Thế hả? Bây giờ chị phải để ý nào. Ừ. Bây giờ. Ừ, chị để ý rồi. Em dậy đi. Bây giờ. Khó tí nào. Đợi đang đi. Lúc nào chị mà sao? Ừ, làm sao? Chị đang học mà. Em chỉ đi. Em là học. Ơ, chị có học mà. Ơi. Lúc nào chị ngủ thôi. Chị buồn ngủ quá, tối qua học bao nhiêu rồi còn gì? Chị ở nhà em nhá. Ừ. Chị ngáy như lợn đấy. Lúc nào ngủ cũng mới tí, học bao nhiêu còn gì nữa. Bây giờ nhá. Ừ. 3 cộng 15 bằng mấy? Bằng 35. Lại nhá. Ừ. 3 cộng 15 bằng mấy? 3 cộng 15 bằng 35 còn gì? Số 3 với số 5 cũng bằng 35 à? Số 3 với số 5 cũng bằng 35 à? Đây là nhá. Ừ. Số 3 cái bánh. Ừ. Số 3 cái bánh nữa. Còn mấy cái bánh? Là sao? Là còn mấy cái bánh? Em có 3 cái bánh. Ừ. Xong em cho chị thêm 5 cái nữa. Đúng không? Tất nhiên là 8 cái rồi. Ơ, sao bánh để học được? Ủa thì chứ, bây giờ chị đang có... Bây giờ chị đang có 3 cái. Thế bây giờ em cho chị thêm 5 cái. Đương nhiên là chị phải biết là thành 8 cái chứ. Đúng không? Đúng không? Ừ. Này. Có bánh mà. Có bánh học sẽ nhanh hơn mà. Thế thế là ai chẳng cọc được. Chào bác. Chào vào đây. Mình đang về. Mình được cả một thứ bánh thôi. Nhớ nhá. Có năm này. Bây giờ mình mẹ mình dậy rồi. Nếu mà muốn trừ đi thì lấy cái số cuối, trừ đi cái số đấy sẽ ra cái số tiếp theo. 5 trừ 1 còn 3. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thế giờ mình muốn lấy cho tôi vinh chích nhỉ. Mình đi gói bánh mà. Đúng không? Wow, còn biết tay trái mới sợ chứ. Thế bây giờ con bánh này là của chị đúng không? Ơ, bây giờ phần này là của chị, phần này là của em nhá. Nhưng mà chị trả lời đúng mà. Hả? Về, về thôi, trẻ tối rồi. Không có miếng này đều chứ. Bảo người ta trả lời đúng rồi, xong rồi lấy cái bánh này về, không cho người ta cái bánh ấy gì cả. Nhớ nhá. Thì không sao mà đầy rồi. Ăn một cái mới được. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.